Xin chào các em học sinh lớp 11. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội Vàng. Trong phong trào thơ mới, Xuân Diệu được coi là nhà thơ của tình yêu. Những tác phẩm của ông trong giai đoạn này chủ yếu viết về tình yêu nồng cháy, da diết của con người trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống. Bài thơ Vội Vàng cũng được coi là tác phẩm nổi tiếng về chủ đề này. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ Vội Vàng có diễn biến vô cùng phức tạp, lúc thì cuồng nhiệt say đắm, khi thì lại da diết lắng đọng. Thiên nhiên được cảm nhận qua con mắt của nhân vật trữ tình là hội tụ của những gì đẹp nhất, tinh túy nhất. Của ong bướm nảy đây tuần tháng mật, nảy đây hoa của đồng nội xanh gì, nảy đây lá của cảnh tơ phơ phất, của yến anh nảy đây khúc tình si. Đoạn thơ đã làm hiện lên vẻ đẹp của thiên nhiên giống như thiên đường trên mặt đất, có đầy đủ ong bướm, hoa cỏ, cả khúc tình ca. Nhân vật trữ tình bỗng nhiên giống như một đứa trẻ đang lạc vào một thiên đường. Tất cả mọi thứ đều rất lạ, rất đẹp, và đứa trẻ ấy dần dần khám phá những vẻ đẹp ấy. Mọi thứ hiện ra rất bất ngờ, khiến tâm hồn đứa trẻ tươi vui và rộn ràng. Cuộc sống biết bao điều khiến ta tò mò, và càng khám phá ta càng nhận thấy bao điều kỳ diệu. Tháng riêng ngon như một cặp môi gần. Chưa bao giờ tôi thấy có một nhà thơ lại so sánh tháng riêng với một hình ảnh rất đắt, cặp môi gần. Đó là cặp môi của nàng thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Còn gì đẹp hơn khi ta được gần cặp môi ấy? Tháng riêng trong con mắt của Xuân Diệu ngon như một cặp môi gần, khiến ta cảm thấy tác giả yêu thiên nhiên đến tột độ và tìm mọi cách để hưởng thụ thiên nhiên. Tất cả những cảm xúc ấy đã được tác giả khái quát qua hai câu thơ: tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa, tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Vẫn đang đắm chìm say sưa trong cảm xúc hạnh phúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng tác giả chợt nhận ra rằng mình phải vội vàng một nửa. Vì sao phải vội vàng? Thiên nhiên đẹp đấy, quyến rũ đấy, nhưng sẽ không thể tồn tại mãi. Rồi hoa kia sẽ tàn, chim cũng sẽ dừng hót, thời gian sẽ trôi đi, và con người thì không thể khiến những khoảnh khắc đó dừng lại. Đến đây ta có thể nhận thấy Xuân Diệu không chỉ yêu thiên nhiên mà còn yêu cuộc đời đến cuồng nhiệt. Hai câu thơ trên còn thể hiện một thái độ sống rất đáng khâm phục của tác giả, đánh thức suy nghĩ của tuổi trẻ rằng con người không thể chạy đua với thời gian. Vậy nên chúng ta cần sống sao cho có ích với xã hội, để sau này khi thời gian đó trôi qua, chúng ta sẽ không còn phải ân hận hoặc tiếc nuối điều gì nữa. Mùi tháng năm đều giớm vị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Lại một cảm xúc khác trước thời gian, không gì làm mãi mãi, con người gặp nhau rồi cũng phải chia ly. Biết bao cuộc chia ly mà chúng ta đã từng trải qua, thật đau đớn trước những khoảnh khắc ấy. Tác giả lại một lần nữa không kìm nén được cảm xúc của mình. Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa, mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm. Trong sự tiếc nuối khi vẻ đẹp của thiên nhiên phai tàn theo thời gian, Xuân Diệu đã chọn cho mình cách tận hưởng thiên nhiên, cuộc sống từng giây từng phút, để những giây phút đó không còn là vô ích. Cuối bài thơ, tác giả đã thể hiện cái tôi của mình một cách cuồng nhiệt, mãnh liệt với những động từ ôm, giết, say, thâu, cắn, như muốn thâu tóm toàn bộ cái tươi nguyên của cuộc sống trong những khoảnh khắc. Tác giả cảm nhận cuộc sống bằng tất cả các giác quan. Các động từ mạnh kết hợp với các từ sự sống mơn mởn, mây đưa gió lượn, cánh bướm với tình yêu, cái hôn, mùi thơm, ánh sáng, xuân hồng đã cho thấy tâm trạng ngây ngất và khao khát vô biên của nhà thơ luôn thèm muốn vô biên và tuyệt đích. Tâm trạng của nhân vật trữ tình được Xuân Diệu thể hiện qua bài thơ Vội Vàng có diễn biến vô cùng phức tạp. Qua cách sử dụng từ ngữ lạ và táo bạo, ta thấy được một tâm hồn yêu thiên nhiên, thiết tha, cuồng nhiệt với cuộc sống và nối tiếc trước sự tàn phai của vạn vật. Nhà thơ giúp chúng ta nhận ra được giá trị đích thực của cuộc sống, từ đó có cách sống nhiệt tình, hết mình và sống có ích. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này,
Thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.